À, lần trước thì mình cũng điều trị được 2 lần công nghệ dùng huyết tương dạo thiều cầu để mình điều trị cái đốm nâu cho chị rồi. Thì hôm nay em thấy da mình nó được căng hơn nè, nó mướt hơn, những cái đốm nâu là nó mất gần như là sắp hết luôn rồi. Thì chị có cảm nhận được điều đó không ạ? À, chị thấy nó được cải thiện, nhưng mà chị muốn được trẻ thêm một tí nữa cho mình Dạ. cảm thấy phấn khích hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Mình ra đường mình dễ thành công hơn nữa. Đẹp là mình cảm thấy tự tin. Dạ. À, cảm ơn chị rất là nhiều khi đã ghé BB Thanh Mai, luôn ủng hộ BB Thanh Mai này. À, bên em thì sau cái liệu trình mà điều trị đốm nâu cho mình á, thì bên em còn có thêm công nghệ là nano collagen nữa nha. Thì công nghệ đó nó sẽ giúp cho da mình được căng bóng mướt mềm và mịn như da của em bé luôn đó. Cho nên là sau liệu trình điều trị hết những cái đốm nâu cho mình rồi nè, thì em nghĩ là mình sẽ Tiếp tục dạ đúng rồi, mình sẽ làm công nghệ đó để mình được trẻ nhiều hơn nữa, giống như chị mong muốn vậy đó chị ha. ha. Rồi, xong cái này chị sẽ làm tiếp cái collagen cho mặt Dạ. mình nó tươi tắn hơn, trẻ Dạ, đẹp hơn. chứ hôm nay là đốm nâu là đỡ hầu như là sắp hết rồi đó. Những cái nếp nhăn của chị là cải thiện rất là rõ luôn. Nếu như cả nhà mình có xem những cái like trước á, thì cả nhà mình sẽ phát hiện ra là cơ của chị gọn như thế nào và làn da của chị nó hết đốm nâu như thế nào. Lần trước là em nhớ là mình có mấy cái đốm lớn bên Đúng bên má rồi. phải luôn chị ha. Hôm nay là đỡ hẳn luôn đấy ạ. Vậy thì không có mất thời gian của mình nữa đâu, em sẽ mời mình nằm xuống để mình tiếp tục điều trị công nghệ dùng huyết tương dạo tiểu cầu, đánh bay cái nám của mình, đánh bay cái đốm nâu của mình, để mình sẽ làm công nghệ nano collagen này căng bóng và mướt da chị nhé. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cả nhà thấy khách hàng của em có dễ thương không ạ? Các chị rất là dễ thương luôn á, tới đây điều trị trong cái tư thế rất là vui vẻ. Bởi vì sao? Bởi vì vẻ đẹp của mình ngày càng được thăng hạng đó cả nhà, ngày càng tươi tắn, ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp hơn. Mình luôn tự tin hơn trong cuộc sống đúng không chị? Đúng rồi, Đó. đúng rồi. Cho nên là cả nhà mình nếu như mà muốn có một cái vẻ ngoài tươi tắn rạng rỡ nè, và khi mà mình tươi tắn mình rạng rỡ như vậy mình cũng thu hút được nhiều tài lộc hơn nữa, thì 18006617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Cả nhà mình nhớ gọi nha để được bác sĩ thăm khám da miễn phí nè, cũng như là lên phác đồ điều trị công nghệ trẻ hóa da cho riêng từng khách hàng của mình luôn. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo ạ.